ngày nãy ngày nay, ở một gia đình nọ, khi người cha mất sớm, để lại một đứa con gái xinh đẹp, nết na, thùy mị. Ê, có cái gì đó sai sai, quay lại cái coi. Ngày nãy ngày nay, ở một gia đình nọ, khi người cha mất sớm, để lại một đứa con gái xinh đẹp, nết na, thùy mị. Hi, xin chào cô chú, xin chào các bạn. Yeah, 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 yeah. Lộn nữa rồi mấy cha, đi sang trái giùm cái. Xuống ăn cơm không thì bảo. Sai rồi, mụ đồ khó đi làm mày ghẻ. À, nhỏ tóc hường này mới đúng nè. Đối anh, con Claire nữ. Em thấy đó, anh có tất cả. Nhưng anh chỉ thiếu em. Mẹ, mẹ, chú Gia Mimi đang tổ chức giải đấu tuyển nữ em thủ mẹ. Mẹ Dung đi đi, không muốn gặp chú Gia Mimi. Ồ đúng không mẹ, cho chị Na đi đi. Tại con cũng muốn ăn ở đó nữa, chỗ đó nhiều đồ ăn lắm, cho con đi đi. Mẹ ơi, cho con đi đi. Thôi, thôi, thôi. Mày tỉnh giết mẹ hay gì? À, hay là cả nhà mình cùng đi mẹ nhá. Vậy nghĩ cho cái mặt mày được gặp chú Gia Mimi. Nhà còn bao việc, ở nhà làm đi, gặp cái gì mà gặp, nghe mà giận đỏ người. Này mẹ bảo, không phải mẹ không muốn cho con đi đâu, nhưng mà con nhìn hai đứa em của con xem, đứa thì phù lè, đứa thì suy dinh dưỡng, người không ra người, ngợm không ra ngợm, chúng nó làm gì cũng đủ sức khỏe để làm việc nha. Mà nhà chỉ bao nhiêu việc, giờ mẹ chỉ còn mỗi một mình con thôi. Con là đứa con gái giỏi giang đảm đang nhất của mẹ. Con giúp mẹ nhé. Vâng mẹ. Mày tính chửi tao hay gì? Thôi con đang mẹ nhớ quá nhớ quá nhớ quá nhớ quá đi nó Sáng hôm sau, khi con gà còn đang say giấc. Con gà, nhớ phơi đồ, rửa chén, dọn nhà, đi chợ rồi hãy đi chơi nhé. À, sao đời tôi khổ quá vậy trời. Ôi, dọn một đống đồ thì làm sao mà dọn cho xong chứ. Ê, William. William. Ủa, ai vậy? Ông Tiên hả? Tiên bột gì? Tôi, Tiên bạn mà nè. Sao bà cứ đòi tới đó vậy? Ông không hiểu đâu, ở đó có thiếu gia Min Min, vừa đẹp trai, vừa nhà giàu, mà còn chơi game giỏi nữa. Em nó có gì đâu trời, nghe tên là nó thấy là người xấu luôn á. Nè, đừng có mà tự suy bụng ta ra bụng người nha. Tôi nói cho mày biết, thiếu gia Min Min không phải người xấu đâu. Vậy thôi tôi đi về á. Sao vậy? Sáng giờ bà chưa ăn gì phải không? Thì không biết tôi mà. Hả? Mày nói gì? Đốt đi nói. Uống Nutri Boost đi, cho tràn năng lượng rồi muốn làm gì làm. Power in your hands to shape your
ràng ông cũng phải giúp tôi lựa đồ đi chứ. Pika pika. Xe bingo của bà đây. Wow. Wow. Ngày lúc đó ba mẹ con nhà kia thì còn hít lên thì thôi đi. Trời ơi ông ơi, ông nghĩ sao mà ông đi cái xe này vậy hả? Cái xe này mà chạy gì được nữa. Chết rồi, đứt xe rồi, sao vậy bà? Trẻ của tôi về đây nè. Hay khỏi đi đi. Ông cầm đi. Ôi. Hồ với tôi mẹ ơi. Hả hả, trời em đang coi nè. Trời ơi em coi mà em giận tím người luôn á, tím luôn đầu luôn á. Chị chơi đi chị. Trời ơi khó xa. Trời ơi chạy vô. Chị bị thôi. Trong trận đấu có một tài khoản vô cùng xuất sắc khiến cho thiếu gia bất ngờ. Tìm chủ nhân ID này. Mít đặc. Mắc đ... Bà uống em kìa. Mà mày ngu. Tự nhiên đi bỡ anh kẹo. Trời ơi chạy vô. Mẹ ơi đi ra. Mẹ lớn mày cho ngu. Dạ cả mẹ. Chết rồi 12 giờ. 12 giờ. Nhưng mà đang chơi kìa. Em mà nên nhớ đến 12 giờ đêm là bà phải về trước ba mẹ con nhà kia. Sao phải về thôi. Sau vài ngày tìm kiếm, tôi đến đây để tìm chủ nhân. Tìm chủ nhân của AAD mít. Ui giời ơi, tìm mít cái gì? Ở đây nhiều mít lắm, mít gì cũng có luôn. Con ơi. Anh muốn mít nào em có mít đó. Anh lựa mít đi anh. Vậy nhập 3 bát quật cho tôi đi. Con nhập luôn. Ui giời, đánh nhanh thế, sai rồi. Đánh chậm thôi. Không lộn. Ê, đi đâu đó, không có xuống, đừng xuống, đi lên. Bé Sa ơi, chị xuống đi bé Sa. Không được đâu, em mà cho chị xuống là mẹ đánh em chết á. Ăn bánh đừng bé Sa. Ăn rồi. Đứng lại đi. Ui giời, cắp lóc đã tắt đâu. Dạ. Tắt đi. Dạ. Chị làm việc nhà cho em nha bé Sa. Chị bình thường vẫn làm việc nhà bình thường, không có gì đâu. Bé Sa ơi. Không có được xuống, mẹ quýnh em chết đó. Bật yêu như cây này đánh cái gì? Có chuyện không có chuyện gì đâu. Gì đâu không có gì hết anh, chúng gì hết đây, không có gì hết nè. Bát đây này, đến như vậy đâu, lần này là ước mơ cả đời của chị đó bé Sa. Đi mất thời gian của tôi quá. Em biết mít gì nè. Trời ơi anh đúng là thi
vừa đẹp trai mà chơi game vừa hay nữa. Gì mà quá. Và từ đó, Mít Lem cùng Thiếu Gia chơi game bên nhau hạnh phúc mãi mãi. Diễn nó đi. Ủa? Chưa hết hả? Lại lên. À, anh chờ xíu. Em đang bắn nó nè, em đang bắn nó, anh chờ em xíu. Sao chơi gà quá vậy? Đồ xanh rồi mấy em chơi như quần á. Sao về sớm vậy? Sập đổ hình tượng rồi thì về chứ biết sao. Tôi đâu có ngờ Thiếu Gia là người thô lỗ hung dữ như vậy đâu. Tôi nói bà rồi, bà đâu nghe tôi đâu. Ủa mà sao không biết Thiếu Gia là người xấu vậy? Thật ra thì... Sao em mở giải đấu game mà sao cho nữ chơi không vậy? Thì treo qua đường thôi. Gái giờ dễ dụ lắm. Tụi nó sẽ nhớ lại tao. Tại tụi nó mê tao mà. Trời ơi, nếu mà không biết vậy sao không nói tôi từ đầu. Tôi đã cản bà rồi. Bà đưa tôi nghe tôi đi. Tôi đã cản bà rồi mà. Tôi cố tình làm chậm chân bà. Mà bà khỏe quá, còn sạch hết trơn rồi. Đúng là chỉ có ông là tốt với tôi thôi. Không có ông hả? Không biết cuộc sống của tôi như thế nào nữa. Chơi game tiếp nha mọi người.